xem SBTN Online TV mọi lúc mọi nơi. Hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SBTN Online TV trên Google Play, Apple Store hoặc Amazon. Thưa quý khán thính giả của đài truyền hình SBTN, cùng đồng hành và yểm trợ đồng bào quốc nội chống luật đặc khu kinh tế và luật an ninh mạng của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, âm mưu bán nước và kiểm soát an ninh người dân, Liên Cộng đồng Người Việt Quốc gia thành phố Philadelphia và New Jersey cùng các tổ chức, hội đoàn, tôn giáo trong vùng đã tổ chức một buổi hội thảo và biểu tình tuần hành tại nhà hàng Sài Gòn Maxim, trung tâm thương mại Kỳ Đài Việt Mỹ vào lúc 6 giờ chiều ngày 10 tháng 6 năm 2018. Đặc biệt, có sự hiện diện của Cộng đồng Người Việt Quốc gia Liên bang Hoa Kỳ và Hội đồng Liên kết Quốc nội và Hải ngoại. Kính mời quý khán giả theo dõi một số những hình ảnh về sinh hoạt đấu tranh đặc biệt này. Tường trình từ Philadelphia.